Xin giới thiệu với mọi người, mình chính là Thông Tận Captain America. Cái gì? Ông im cho tôi giới thiệu cái ông dịch này. Mình chính là Captain America. Đó, mình chính là Thông Cận Captain America. Anh em thấy skin của mình nhìn ngáo không? Nhưng mà hôm nay mình sẽ tạo ra một cái trò chơi, đó chính là chiến tranh vũ trụ đó, cùng với lại Mr. Dịch. Mr. Dịch là anh muốn biến là biết hồi nãy anh. Ủa sao anh mặc cái skin này? Không chịu mặc skin của Adventure vô giống em nè. Adventure nhưng mà chưa có skin nào Adventure. À có rồi, đây là biến thành trẻ trâu đường phố nha. Ôi trời ơi, ok, hôm nay Captain sẽ đấu với trẻ trâu đường phố nha anh em. Ok rồi, bắt đầu thôi. Vịch biết cái chơi trò này chưa? Biết rồi, bây giờ trò này là bây giờ mình đi tìm quái vật mình giết đúng không? Tào lao, mình đi, mình sắp lọ để mình kiếm mấy cái cây này nè. Đó, sau đó là mình sắp lọ tấn công người ta là... Ê vịt nè. Sao sắp được tay con gà vậy? Đó, không thì cái này chúng ta phải đi để đập cái này nè, kiếm vũ khí này, sau chúng ta sẽ tấn công nhau, anh hiểu không? Ôi, dịch nè. Ê, nhưng mà mấy cái súng là đây là đánh nhau à, chứ không phải đúng là tìm rồi, quái vật hả? Đánh nhau rồi, đánh nhau. Ơi, cứ tưởng là tìm găng tay Thanos thì còn Phong còn sống được, chứ còn đánh nhau là Phong thua chắc rồi. Thôi bây giờ nè, em sẽ đi tranh thủ em kiếm những ôi cái này là cái gì đây ta? Găng cái này, ôi móng tay của người sói hay gì vậy? Ôi, trong này có mấy cái khiên đẹp vậy? Cái này nổ được nè. Ok, cái khiên này, cái khiên này để đi chơi. Ô, có cả khiên Captain luôn à? Chạy trả khiên không trả. Trả khiên đây. Đậu không? Giá mang cấp khiên của Captain America hả? Từ từ để mở cái game này. Cái gì trời? Ok nhỉ. Cái này là gì? Ui, súng này súng liên thanh nè. Súng liên thanh ở đây. Phong này. Dịch nè. Phong này. Ghê. Các bạn mình hồi sinh, phong đâu. Mình hồi sinh rồi. Ui, em vừa giết dịch rồi. Cái gì à? Ồ, mình nhận được cái gì à? Vũ khí nè. Đánh lén nè. Dịch nước quá anh em ơi, dịch nước. Không được, bây giờ mình là Captain America, mình phải đi kiếm cái khiên mới được. Cái khiên của mình. Cái khiên Captain America. Phong nè. Chị. Phong nè, dịch nước mà chửi anh em ơi. Nước à, đừng bao giờ coi thường người khác chưa có cái kết đâu nha. Ok, Phong rồi. Có bao giờ Phong trốn rồi, Phong sợ Phong trốn rồi các bạn ơi. Cái này là cái vũ khí của ai đây ta? Cái này vũ khí của ai nhỉ? Không biết. Mình cần cái khiên Captain của mình. Khiên Captain à. Kiếm khiên Captain này ra đây. Phong nè. Khiên Captain á mày. Dịch ta người gan lắm dịch. Thế mặn đòi làm BD. Đây, cũng bóng Hà Nội. Nước nè, cái khiên Captain. Mình có súng tên lửa qua đây. Dịch ơi, đi săn Phong nha. Em có cái kiếm của Captain nè. Captain kiếm tao làm. Thảo. Có nè, cái này là cái gì ạ? Ở đây cái xúc xích. Chém. Ôi xuống vô lửa. Phong núp chưa? Thôi mình sẽ chạy thôi bạn ơi, không Phong nhận được đồ vậy. Ôi sao từ nãy rồi? Phong ơi, nghe chuyện vui không? Vui. Ê, mình gặp được găng tay của người sắt hay sao vậy? Găng tay người sắt này. Ok, chết rồi, chạy. Chạy đi Phong, chạy đi Phong, anh nhặt được găng tay người sắt rồi nè. Chạy đi, di chuyển đi. Làm ghê lắm. Ê, phong vứt luôn, giục luôn khiên Captain luôn nè. Giục luôn cái kiếm của Captain nè. Em có cái búa của Thor nè. Búa của Thor nè. Ăn cả cái búa mà đau quá. Phong nè. Tụi mình bắn chết mình luôn. Ok. Anh nhặt được cái xiên kìa. Ở trong này nhiều vũ khí quá Phong ơi. Cái xiên này, búa của Thor nè. Chạy hả? Chạy nè.
ra đây Phong này, bom chạy nè, búa nè. Thò nè, ăn cái búa thò nè, búa của thò nè, búa của thò nè con nó là lính của mình. Con này triệu hồi là lính để đánh Phong các bạn. Đó, lý. Đánh Phong nè. Rồi, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Win! Yeah! Thôi được rồi, trời ơi, nhường Phong ơi, nhường thôi, không lại quay giết Phong thắng ơi, nhường thôi. Nhường gì nhường, trời ơi, thắng rồi mày đặt nhường. Ơi, cắt thật. Dám làm game nữa không? Chơi thì chơi, bây giờ là chơi game này là phải có thêm người mới vui. Ok và mọi người ơi, trận này là chúng ta sẽ có thêm cả Chiron với lại là mèo Simmy nữa, thêm một cái cặp đôi quá đạo vào đây. Cái gì vậy? Chơi gọi thêm người vô cùng đội mình mà sao gọi thêm hai thằng nữa vậy? Cái này là chơi là bốn đội vậy? Mà cái này chơi bốn đội mà. Ok bây giờ mọi người. Thêm kẻ thù ấy, thêm đội gì đâu trời. Ủa nhưng mà ui skin Chiron ngầu nha, skin Chiron ngầu kìa. Ngầu không? Cái Chiron là đóng vai là gì vậy Chiron? Này là đóng vai siêu anh hùng á, này là siêu anh hùng á. Còn tôi nè, bắt đầu chưa? Tôi là Captain America. Ok, bắt đầu rồi. Đi kiếm đồ đi. Ok, anh em ơi, hình như trên đây có găng tay vô cực nè. Mình sẽ lên lấy găng tay vô cực trong đây nha. Giết người ta trước vậy? Là tao có giết đâu. Thôi. Trời ơi, nhận súng rồi nè. Xong. Xong rồi, xong rồi. Ăn cái búa rồi, xong rồi. Captain America. Mình tiến con heo rồi. Chiron nè. Chiron nè. Không cần cay à, chết nè, không à, trời súng sương mắt luôn. Mít dịch game này là của Mít Dịch chơi. Ờ, thì hả vậy hả của Mít Dịch. Di chuyển cực mạnh á. Di chuyển là gì ta? Phải lấy thêm mèo Simmy. Mèo Simmy này chạy nè, chạy nè ăn búa thò nè. Hết đèn rồi. Thôi, đỡ nè. Cái búa cái thò mình bay chậm quá ta. Đứng lại ơi. Simmy, đứng lại ơi. Chạy hả? Cây vô nè. Chạy nè. Trời ơi. Mình ta dịch chơi cầm súng bắn mình. Chạy thôi bạn. Chạy nè. Không biết mình đâu. Chạy. Phong trả thù. Chiron nè. Chiron nè. Anh em ơi, mình phải Phong à, Phong à. Đâu mình đang Chiron nè. Chạy. Ôi xuống phun lửa chơi đấy, xuống đây phun lửa thôi bạn ơi. Không để làm gì cả. Ok, cái kiếm ra. Có đứa ngắm mình. Mù Simmy. Simmy là áp mình cái heo rồi. Simmy này, mình cái heo tí này. Hai người này chuẩn bị rồi, chuẩn bị chết đi. Mình phải kiếm thêm vũ khí khác. Ôi! Cái vũ khí khác. Chiron à. Anh ơi. Chiron. À, Chiron xài sao nha. Chiron xài sao kìa. Chiron xài sao. Chết thôi. Đừng bắn tôi ca. Simmy nè. Chạy. Simmy chạy kìa. Chết đi. Chém cái kiếm ra là chết rồi. Sao Mít Tơ Dịch với lại Simmy là lẹn vậy? Mít Tơ Dịch Đâu rồi? Núp rồi.
À chơi mình thôi, mình thôi. Trời ơi à, dính đạn rồi. Cay luôn. Mẹ Simi, ấy da, mẹ Simi. Mẹ Simi nè, mẹ Simi chạy vậy. À bắt bắt tay giật. À phong rồi, phong rồi, phong rồi, phong rồi, phong rồi, phong rồi, phong rồi. Đỡ nè. À. Đỡ rồi, đỡ nè, đỡ nè. Còn chết rồi. À. Bắt tay giật nè. À ghê 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 ghê. Cay luôn nè. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Trận này là anh giật ăn năm mạng, cả giật nhiều nhất kìa. Trời ơi, chết chết tôi, chết tôi. Cái đó nó giờ tập tôi nè, cái đó, 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 cái 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 nó cái đó là của anh, cái đó là của anh, giết giết cái đó, giết cái đó, đúng rồi của anh nè. Dạ, giết mất nó cho nè. Phong, 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 ôi mất tiền giết mình luôn trời. Em giết thắng rồi, mình sẽ thắng rồi. Cay đó nè, cay đó. Mình sẽ thắng rồi, mình sẽ chiến thắng rồi. Chẳng đếm theo đi làm gì vậy? Ơi, còn có 32 giây à, còn 32 giây, còn 32 giây, cố lên, cố lên mọi người. Mình sẽ chiến thắng rồi. Phong đâu, Phong đâu, Phong đâu? Phong nè. À Phong kìa, Phong kìa, Phong kìa. Simi cay đó. Ôi, hãy đỡ con dao ta. Sa. Chết luôn, 10 mạng rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. 10 mạng rồi, 10 mạng rồi, 10 mạng mình rồi. 10 mạng rồi, Phong chuẩn bị chiến thắng rồi. Mình phải giữ mạng, mình phải giữ mạng. Ây da, ây da. Ây da, ây da, ây da, ây da. Cái này đừng bắn tôi, ây da. Cái Ron nè. Cái đó rồi. Cái Ron nè. 2, 1, chiến thắng. Cái. No. Yeah. Phong cần đến chiến thắng. Ôi trời. Ok, bye bye tất cả mọi người nha. Yêu anh em vãi nồi, Phong cần chiến thắng rồi. Phong cần cấp trình để chiến thắng.